Chào mừng quý vị đến với kênh truyền thông của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa toàn thể quý vị, Đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Hải Phòng từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 đã khép lại với thánh lễ kính Đức Mẹ Mân Côi và nghi thức làm phép Trung tâm Mục vụ của Giáo phận Chủ nhà Hải Phòng. Đại hội có sự tham dự đầy đủ các vị chủ chăn của 27 giáo phận, cùng với sự hiện diện trong tinh thần hiệp thông của Đức Tổng Giám mục Marek Zaliuski, đại diện Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn. Trong dịp đại hội lần này, Hội đồng Giám mục bàn thảo những công việc quan trọng sau. Thảo luận về việc tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập Hàng Giáo phẩm Việt Nam và khánh thành Vương cung Thánh đường Đức Mẹ La Vang. Bàn thảo về tiến trình xin phong thánh cho Đức cha Lambert de Lamos, Đức cha François Palluy, Đức cha Jean Cát Xanh với các đấng tử đạo Việt Nam trong hồ sơ của Tòa Thánh. Bên cạnh đó, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã đi đến quyết định và phê chuẩn sau. Quyết định Học viện Công giáo Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và vị viện trưởng của Học viện do Hội đồng Giám mục bổ nhiệm. Chấp thuận cho việc thử nghiệm 3 năm văn kiện hướng dẫn việc tôn kính tổ tiên của Ủy ban Văn hóa. Phê chuẩn bản dịch tiếng Khờ Ho, sách các bài đọc thánh lễ Chúa Nhật thường niên và 3 thánh lễ trọng khác. Đồng thời, Đại hội cũng lắng nghe, chia sẻ của các giáo phận và các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam chia sẻ. Ủy ban giáo sĩ chủng sinh trình bày về hội nghị các đại chủng viện Việt Nam. Ủy ban giáo dục công giáo trình bày về sinh hoạt của Học viện Công giáo. Ủy ban loan báo tin mừng trình bày hoạt động truyền giáo và việc thành lập các hội giáo hoàng truyền giáo tại Việt Nam. Ủy ban mục vụ di dân xin tiếp tục thử nghiệm văn kiện hướng dẫn mục vụ di dân đến năm 2022. Ủy ban phụng tự thông báo việc in sách lễ Roma và sách các bài đọc. Ủy ban tu sĩ trình bày việc nghiên cứu quy chế hoạt động của các dòng tu. Ngày cuối cùng của kỳ đại hội, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bầu ra Ban Thường vụ và Chủ tịch các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2022. Ngay sau đại hội kết thúc, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã gửi thư chung cho Cộng đoàn Dân Chúa, đặc biệt là các bạn trẻ, với chủ đề Mục vụ giới trẻ, thực hiện trong 3 năm từ năm 2020 đến 2022. Trước khi đại hội khép lại, trong nghi thức làm phép Trung tâm Mục vụ, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, tân Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, nói lời cảm ơn tới Đức Tổng Giuse Vũ Văn Thiên và Giáo phận Chủ nhà Hải Phòng đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để Đại hội lần thứ 14 của Hội đồng Giám mục Việt Nam được thành công. Vậy thay lời cho Hội đồng Giám mục đang hiện diện đâm đủ trước mặt anh chị em, tôi xin chúc mừng Đức Tổng Giuse Chủ nhà cùng với Đại gia đình Hải Phòng vừa thực hiện được một công trình mà ai cũng công nhận là tầm cỡ phi thường. Chúng ta cùng tạ ơn Chúa và nguyện cầu cho Giáo hội Việt Nam dưới sự dẫn dắt của Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ ngày một lớn mạnh và trổ sinh nhiều hoa thơm trái tốt trên quê hương đất Việt thân yêu. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.